Bị mất trộm tiền bạc hay tài sản đều mang đến những lo lắng, buồn phiền cho người bị mất. Điều ấy lại càng trở thành vấn đề lớn hơn khi mà thứ bị mất không chỉ là tài sản mà còn là giấy tờ tùy thân quan trọng. Vì công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng nhanh chóng truy xét và tìm ra được thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản tại bãi giữ xe của Ủy ban Nhân dân quận, đã mang lại niềm vui và sự tin tưởng không chỉ cho bị hại mà còn cả người dân trên địa bàn. Lo lắng, bất an là cảm giác của chị Trần Thị Hằng, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, khi trình bày với cơ quan công an về việc chị bị mất trộm tài sản tại một nhà giữ xe. Chỉ vì một phút bất cẩn mà chiếc ví có nhiều giấy tờ quan trọng của chị đã không cánh mà bay. Mặc dù đã trình báo cơ quan công an, nhưng hy vọng với chị là rất ít. Lúc phát hiện ra là cái ví của tôi đã mất vào lúc buổi sáng, nhưng mà đến chiều thì tôi mới phát hiện ra là tôi mất ví, cho nên con người tôi rất là bàng hoàng và rất là lo sợ. Vụ việc được đội hình sự công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận và vào cuộc khẩn trương. Các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng đồng bộ để lần theo manh mối ít ỏi. Những đối tượng trong diện khả nghi được tập trung rà soát. Sau 3 ngày nỗ lực quyết tâm, công an quận Cẩm Lệ đã làm việc với Nguyễn Ngọc Minh, 40 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, người từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, Minh thừa nhận mình là thủ phạm đã lấy trộm chiếc ví của chị Hằng tại nhà giữ xe. Vô tình đi qua mà thấy không đóng cốp nên tò mò mở ra thì thấy có ví thì lấy trộm. Khoảng trưa tôi về tại bệnh viện Sát Đông Dương, tôi rút ở cái ATM BIDV và Việt Á Banh được 10 triệu. Xong rồi bỏ giấy tờ vô ví và vứt ví ra bãi đất trống đối diện bệnh viện Sát Đông Dương. 3 ngày trôi qua, đối với chị Hằng dường như dài đằng đẵng khi không biết số giấy tờ tùy thân của mình có tìm lại được không. Và niềm vui vỡ òa khi công an quận thông báo đã tìm được thủ phạm cũng như lấy lại được toàn bộ giấy tờ cho chị. Các chú rất nhiệt tình, năng nổ, không ngại những cái vực dân khó giữa cái ngày mà trong ngày dịch thì Đà Nẵng mình rất phức tạp, nhưng các chú đã ngã mình xuống như vậy để đi ra những dầm nắng ngày mưa, chứ không vẫn đi tìm, cố gắng để tìm cái đối tượng đó. Dẫu giá trị vật chất của ví tiền không lớn, nhưng đối với chị Hằng và gia đình, tất cả đều rất quý giá. Chính tinh thần trách nhiệm của người lính hình sự đã khiến nhân dân thêm tin yêu và quý mến. Với họ, sự an vui và bình yên của người dân mới là món quà giá trị trong mùa dịch bệnh đầy khó khăn.